Những năm qua, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã lan tỏa mạnh mẽ tại Đà Nẵng, đặc biệt là ở các trường đại học cao đẳng. Các trường học đã mở ra nhiều sân chơi sáng tạo khoa học, tạo môi trường thi tài, từ đó sinh viên bộc lộ được năng lực tư duy, kỹ năng vận dụng lý thuyết để giải quyết những vấn đề thực tiễn. Festival Khoa học Công nghệ Sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2020 với chủ đề Sáng tạo trẻ vừa được tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa đã thu hút sự tham gia của nhiều sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu của giảng viên và sinh viên các trường thành viên. Từ nhiều ý tưởng hết sức giản đơn từ xanh đến thông minh đều mang giá trị thực tiễn cao. Các bạn đã cho thấy sức trẻ, trí tuệ, khát vọng và ý chí lập thân lập nghiệp. Bọn em mang đến lần này là cảnh đại robot điều khiển bằng cử chỉ tay. Giờ mới đầu thì gặp rất nhiều khó khăn ạ. Vì là bọn em cũng mới bắt đầu, năm 2 mới bắt đầu gặp rất nhiều khó khăn. Sau này quen thì công việc thuận lợi hơn. Đấy, sản phẩm này bọn em đang với mô hình thử nghiệm, mong muốn phát triển lên. Festival khoa học công nghệ thì em cùng câu lạc bộ BK Mất Cớ thuộc khoa điện trường Đại học Bách Khoa tham gia về những đề tài về máy sát khuẩn tự động cho bệnh viện, rồi máy tái chế nhựa thành sản phẩm in 3D. Câu lạc bộ BK Mất Cớ thuộc khoa điện thì là một câu lạc bộ mà gọi là tiên phong trong cái phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Nếu startup quốc gia là giao lưu, hợp tác, chuyển giao công nghệ, quảng bá sản phẩm, mở rộng phát triển thị trường và thúc đẩy kết nối các startup với các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thì startup sinh viên là sự khẳng định mạnh mẽ trí tuệ, hoài bão cống hiến của tuổi trẻ. Thời gian qua, các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố đã có nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên, giảng viên nghiên cứu khoa học, tổ chức nhiều câu lạc bộ khởi nghiệp trong nhà trường. Hiện nay nhà trường rất quan tâm đến vấn đề nghiên cứu thì đây là cái cách để phục vụ cộng đồng. Thì ở đây những sản phẩm của các thầy cô và cũng có hướng dẫn một số sinh viên. Ở khoa đã có những sản phẩm phục vụ thí dụ như là kem sát khuẩn tại vì dịch bệnh. Thứ hai là những cái sản phẩm dùng hàng ngày thí dụ dầu gội, dầu xả hay là những cái trà. Sắp tới thì sẽ có những sản phẩm về những cái thuốc và sẽ ứng dụng những cái kiến thức về y học cổ truyền để phục vụ cho người dân tại cái sản phẩm từ dược liệu thay thuốc ở xung quanh. Giá trị thực tiễn, tính sáng tạo có và nhiệt huyết. Nhưng việc nuôi dưỡng sắp sinh viên hiện nay vẫn chủ yếu dựa trên nguồn kinh phí hỗ trợ từ nhà trường và một phần xã hội hóa, và thường thì hết sức khiêm tốn. Trong Festival Khoa học Công nghệ Sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2020 mới đây, Đại học Đà Nẵng cũng đã có ký kết với các doanh nghiệp nhằm thực hiện nhanh, hiệu quả và bền vững mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu và đại học thông minh trong tương lai gần. Việc hợp tác doanh nghiệp cần được đẩy mạnh hơn nữa để tạo đà cho khởi nghiệp sinh viên cất cánh.